chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình ha. Thì hôm nay anh em mình hay rần rần cái bốc ở bên China mới ra, là cái bốc nghe nói là đổi thông tin ổ cứng từ iPhone 6 tới 11 Pro Max, mà là đặc biệt là bốc bốc offline nữa. Thêm một cái nữa là giá rất là rẻ, giá chỉ tầm 6 triệu thôi. Thì giá 6 triệu thì giá dự kiến nha, dự kiến những anh em buôn bán thiết bị á, thì có thông báo là tầm khoảng đó, chứ mình cũng chưa biết cái giá chính thức nó về Việt Nam là bao nhiêu, thì chắc cũng tầm khoảng tầm đó. Thì thời gian nữa chắc mình nghĩ chắc những cái team của China chắc sẽ đạp giá xuống, thì giá nó có thể nó rẻ hơn, hoặc là những anh em ở Việt Nam có thể là làm giá nó rẻ hơn nữa, cái đó thì mình không biết ha. Thì hiện tại á, ở bên China đang nghỉ lễ Quốc khánh của họ, thì mình nghe nói đó là nghỉ tới 7 tháng 10. Thì tầm khoảng 15 tháng 10 đó đi á, thì hàng sẽ về tới Việt Nam. Thì đến lúc đó thì những cái shop ở Việt Nam sẽ có hàng. Thì có hàng thì sẽ chắc lúc đó sẽ có những cái clip review cho các bạn để mình xem, mình có điều kiện thì mình mua một cái. Không có thì để mình đi mượn, mình giờ mình làm clip cho các bạn, nhưng mà không biết mượn có shop nào cho hay không, để tới đó là tính. Nếu mà mình mượn được hay là mình mua được thì lúc đó sẽ có clip cho các bạn xem thôi. Thì clip hôm nay mình quay nó buổi sáng, nên quay cái mặt mình nó ra ngoài cửa, nên là nó hơi chói sáng tí xíu, các bạn thông cảm nha. Cái clip hôm nay á, mình cũng nói trước với các bạn luôn là ngày hai ba bữa nay mình hóng hớt được một số tin tức, thì mình chia sẻ cho bạn nào chưa hiểu rõ về cái box này ha. Trên đây mình chỉ hóng hớt thôi nha, chứ mình không có VR hay là làm cho cửa hàng hay làm cho clip cho ai hết ha. Thì mình thấy những cái này nó hay, mình gộp lại mình làm một cái clip để cho các bạn xem. Thì China thì hôm qua các anh bán linh kiện cũng đã up lên một cái clip rồi. Thì mình nói sơ với bạn là cái box này á, nó làm á, là từ 6 tới 11 Pro Max. Thì nó đơn giản, nó chỉ tích hợp một cái box BGA 110 của GC á, mà cái box mà các bạn làm mẫu online á, từ từ 8 tới 11 Pro Max á, như lúc trước các bạn hay xài là cái box online á. Thì box online của GC thì nó có hai loại, một loại là cái box rời, một loại là cái adapter để xài chung với lại cái đế mẹ GC RO1000S. Thì cái box BGA 110 mà box rời của GC á, thì các bạn thì mình tiếp tục là nói về cái box GC BGA 110, cái box mà box offline á, thì các bạn có thể các bạn xài rời ở ngoài, các bạn cắm cáp Lightning vô các bạn xài với cái tên GCID, các bạn có thể các bạn xài riêng cái box đó được, mà các bạn cũng thể các bạn cắm vô cái đế mẹ RO1000S. Thì các bạn cắm vô cái đế mẹ RO1000S thì bắt buộc các bạn không phải xài tên GCID, tại vì cái box này là cái box online, chứ các bạn không sẽ offline được đó. Thì cho bạn nào chưa có hiểu rõ, thì cái này cái box là nó tích hợp là một cái box màn hình hồng, đưa chế độ màn hình hồng để các bạn nạp thông tin của ổ cứng, rồi các bạn fit ba u fit xanh, rồi unlock wifi, rồi nạp boot ổ cứng, rồi đổi boot ổ cứng, rồi tắt tiếng camera, rồi đổi bút màn hình nữa. Thì cái bốc màn hình hồng nó có cái chức năng gì thì cái bốc này nó có y như vậy, rồi nó cộng thêm một cái chức năng là làm cái ổ cứng offline của VGA 110. Thì làm cái ổ cứng offline thì bắt buộc các bạn cũng phải đục ổ ra, thì mình thấy thế này nó cũng chả có gì các bạn, thì nó chẳng qua nó chỉ là một cái bốc VGA 110, ở sau nó có cái cổng USB để nó tích hợp thêm một cái phần là đưa vào màn hình hồng nữa thôi. Còn những phần còn lại thì do cái tool của người ta đã viết, người ta đã tích hợp cho đó rồi, nên là mình thấy nó cho các bạn hiểu rõ luôn, chứ không phải là nó được là làm được cái ổ offline từ 6 tới 11 con mắt là ổ offline, tức là các bạn không có cần qua mạng đó. Thì cái này mình nói rõ ràng với bạn luôn là từ 6 tới X là nó hỗ trợ, là từ 6 tới X là từ A8 tới A11 là làm ổ cứng, và dựa trên cái chế độ mà bubble là đưa về màn hình màu, màn hình hồng nữa. Anh em mình hay kêu là bubble là màu hồng, là đưa vào màn hình hồng để đọc thông tin của ổ cứng, với read thông tin ổ cứng nữa.
còn tích hợp thêm một cái BGA 110 thì nó chỉ là cái bốc nó có cái thanh để ổ ổ cứng, cái ổ mà ổ kêu là ổ PCIe mà cái ổ đời cao, cái ổ từ 8 tới 11 con mắt á, thì 8 11 con mắt nó xài chung một cái kiểu ổ nhưng mà nó khác cái boot thôi đó. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái clip của China ha, thì mình cũng download về được một số hình ảnh với một cái clip rồi, thì bây giờ các bạn cùng mình xem cái clip để mình thuyết minh lại cho các bạn xem rồi review lại coi nó có cái gì mà China nó công bố mà anh em hay rần rần hôm nay ha. Rồi để mình chuyển qua cái màn hình máy tính cho bạn xem ha. Ở đây mình có một cái số 1 nè các bạn, thì ở đây mình đã rao về một số cái hình nè. Đầu tiên mình xem cái hình trước đi, thì hiện tại cái này nó cũng là hai cái hai team này, nó cũng là hai cái team của cái team mà làm màn hình hồng hồi đó, đó là cái iRepair của Beijing, để cái tem iBox lúc trước làm cái iBox mini á, thì giờ nó làm cái iBox 2, thì hai cái team này nó cũng đấu đá với nhau, team ra trước team ra sau, team ra trước một hai ngày vậy đó. Rồi thì ở đây mình có một số cái hình để mình cho bạn xem cái hình của hai cái team này ha. Rồi thì đầu tiên ra mắt đầu tiên đó là cái iBox 2 này, PCIe Nan Ultimate Programmer, đó là cái box của này, là này của thằng iBox. Thì còn ở đây là của Mizing, đây là iRepair B12, thì hai cái nó là một, các bạn nó chỉ khác cái thiết kế cái bóc cái hộp nhôm ở ngoài thôi. Thì iRepair này thì hồi đó giờ rồi đi theo cái kiểu thiết kế là gân guốc nè, mấy cái đường vân này giống như cái iRepair đó. Thì đây là cái logo của Meizu, đây là iRepair B12, cũng là PCIe NAND Programmer, bên đây là PCIe NAND HDD Programmer, còn bên kia là UTMF, cũng chả hiểu nữa. Rồi thì tiếp theo nè, thì ở đây nè các bạn thấy nè, ở đây những cái chữ Trung Quốc không mà không hiểu, thì ở đây là cái đế BGA 110 nè, thì nó có thể nó làm từ SE2 nè, SE2 là chung cứng được với 8, SE2 nè, 8 8 LUT nè, XXR, XS, XMAX nè, rồi Mini 5 nè, rồi iPad Mini 5 nè, iPad E3 nè, rồi 11 Pro, 11 Pro Max. Rồi còn cái box thì ở dưới đây nó làm được cái ổ cứng là 5SE nè, cái đưa màn hình hồng á là từ 5SE nè tới X nè, tức là chip A11 đổ xuống á. Rồi iPad thì iPad Mini, iPad Pro 2 12.9. À, thì đây cái thông tin thì cũng vậy, thì đây là màn hình hồng nè, ổ cứng làm từ 5SE tới 11 Pro Max nè, iPad mini nè, iPad Pro 2 12.9 nè, PCIe Nan nè. Thì đây là các bạn thấy nè, nó có cái cổng cổng cáp này, thì cổng cáp này thì cắm cho bóc, còn đưa ra một cái đầu USB thì giống như các cái móc màn hình hồng đó, thì bạn thấy cái cổng USB làm sao, thì cái cổng cáp mà USB này tới cái cổng landing này, thì cáp này là cáp boot cho màn hình hồng, thì nó theo mình nghĩ là nó vẫn xài chung với những cái cáp cũ của iBox và Repair thôi. Thì các bạn có hiểu đơn giản là thay vì một cái bây giờ một cái box BGA 110 người ta tích hợp cho các một do đó một cái màn hình hồng nữa thôi, chả có gì hết. Đây thì cái bản tiếng Anh nè, support full range iOS device Android là ổ cứng nè, More about nè, hỗ trợ 32 modem. Rồi 32 modem nè, support by iPhone 1 by iBox 2. Rồi cái gì đây? Tất cả không cần mạng nè. Chrome là i8 letter full RAM là BGA 110 PCIe nè. Ở đây cũng vậy thôi. Đây, những cái hình ảnh của thằng iBox nè, các bạn thấy logo iBox nó giống cái iBox mini, thì chung hãng mà, còn cái này logo của iBox thì nó đổi logo khác thôi. Thì ở đây là cái iRepair B12, thì bạn thấy cái thiết kế của nó cũng hầm hố như là cái iRepair B10 rồi.
thì nó cũng hầm hố, nó cũng gân guốc vậy đó. Thì đây nó cũng có cổng nè để bạn đưa vào màn hình hồng nè, nó cũng chả có gì, thì nó chỉ khác cái vỏ hộp thôi, nó gân guốc hơn thôi. Rồi còn đây là trên tay hai cái thiết bị, đây có hai tim, thì như bạn thấy cái hình nè, thì hai cái nó chả khác nhau từ cái kích thước tới rồi cái độ dày, nó chỉ khác là cái vỏ hộp cái mặt trên thôi. Còn bên đây thì nó vỏ trơn, còn bên đây vỏ nó có gân guốc, nó CNC thêm thôi, nó cũng chả có gì hết. Hai cái nó là một nha bạn, như IDB B10 với lại iBox, thì hai cái nó là một, chỉ khác cái vỏ hộp thôi, con mạch ở trong là một. Đây, Lunette by Betzel HI. Đây, Bubble Screen nè, BCN Nan Mode nè. Nó là các bạn làm một cái quần gỗ là Bubble Screen nè, đưa vào màn hình hồng. Original Hard Disk Data nè, có thể Read Data nè, Lock Wi-Fi nè, Unbidden Wi-Fi nè. IDB B12 RoRAMer, thì ra những cái hình ảnh giới thiệu sản phẩm của cái team Meizu thôi. Đây thì đây là mình bổ sung cho các bạn là nó hỗ trợ những cái mã ổ cứng nè, 11 11 mắt ít ít đó đi mắt S22 nè, ít 88 lút nè, rồi iPad nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ coi cái clip của China nha. Clip này mình mượn của Đông Đô nha các bạn. Đây Đông Đô. Rồi thì ở đây các bạn thấy nè, cắm cáp vô nó đưa vào màn hình hồng. Đây cái ổ cứng chưa gắn nè, đưa cái máy vào màn hình màu tím nè. Thì ở đây cái bau nè, bau thì này bên Trung Quốc thì nó cái tiếng nó khác. Tôi nó đưa cái máy vào chế độ DPU nè. Đó bạn cắm cáp vô. Đây thì ở đây nó có cái thông tin nè, Wi-Fi nè, serial number, địa chỉ serial number nè, cái mã nè. Ở đây có thông tin màn hình ổ cứng rồi nè, rồi địa chỉ Wi-Fi, địa chỉ Bluetooth rồi nè. Nó thì đây nó có chế độ cái tool nè, ở đây nó có chế độ đưa bóc màn hình hồng nè, còn ở đây là cái BGA 110 nè. Còn ở đây là như giới thiệu là còn ở đây là cập nhật phần mềm hay gì nè. Đó thì ở đây nó có chức năng nè, đây đưa vào màn hình hồng nè, rồi read rồi white nè, rồi chức năng unlock wifi nè. Thì nó cũng tương tự như những cái phần mềm khác, nó chỉ thay đổi giao diện tí xíu thôi. Thì đây là cái lock của nó đó, các bạn khi thấy đưa vào màn hình màu nè đó, đưa vào màn hình hồng nè, cái tuần này nó y chang như những cái bóc bằng màu khác đó. Nó bắt đầu read ra được cái thông tin đây nè, đó thì read ra được cái thông tin của máy nè. Còn bên đây là cái boot nè, cái boot của cái ổ cứng đó, bạn muốn đổi boot thì bạn bấm vô đây đó. Bây giờ gắn cái ổ cứng vô để xài cái đế BGA nè. Thì khi mà bạn gắn vô cái tool nó sẽ tự nhận nè, cái bằng gắn vô BGA 110 thì nó có từ 8 tới 11 lòng mắt nè, rồi S22 nè, rồi dưới đây là iPad nè. Thì hiện tại nó chỉ support được bao nhiêu đây thôi, tương lai thì không biết có support được không. Còn hiện tại cái bóc màn hình hồng thì mình cũng chỉ thấy support như đó, là iPad cũng chả thấy support thêm gì hết. Nói dưới đây là cái lock của nó đó. Thì thay vì cái BGA các bạn xài cái luôn server, còn này nó người ta chỉ viết code lại thôi, viết code lại để nó lưu ở trên cái thư mục ở trong cái tool thôi, trong cái máy của mình thôi. Thì nó cũng chỉ là như vậy thôi, chỉ sửa code lại thay vì lưu trên server, bây giờ nó lưu ở cái folder ở trong máy thôi. Đó thì nó đến ra nè. Giờ nạp cái boot của tâm lút vô nè. Đó thì clip tới đây thôi. Rồi thì hôm nay mình đã thống hết được một số thông tin về cái bóc mà thực hư cái bóc mà
đổi cái thông tin ổ cứng offline từ 6 tới 11 mắt. Thì thông tin thì hiện tại mình chỉ có nhiêu đó thôi, còn tất cả các thông tin còn lại hay review thì phải chờ qua 15 tháng 10 khi mà hàng về Việt Nam rồi thì mới có để làm review ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn xem thì nếu thấy thì cho mình xin một like và một subscribe nha. Các bạn nhấn vào quả chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.